Vậy được chiếc đầu CD Soli 970 rất là đẹp. Con này vẫn còn cả thùng xốp luôn. Đồ cỏ nhưng mà rất là chất. Dòng này rất là lành. CD Soli 970 nguyên thùng xốp. Về cùng với lô với cả lô CD Soli này. Dòng 333S này, 333S, 338ED vùi gỗ. 333S này. Rất là nhiều các dòng.